Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, mới đây, tòa phúc thẩm tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định chấp nhận hoàn toàn kháng cáo của chủ đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Sài Gòn, kiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, người khởi kiện là công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Sài Gòn, người bị kiện là Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Người khởi kiện yêu cầu tòa án tuyên bỏ quyết định thu hồi đất dự án làm bệnh viện và đất tại đô thị sử dụng cho việc xây dựng nhà ở cán bộ, nhân viên và chuyên gia. Theo hồ sơ vụ việc, năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tư nhân Bạc Liêu Sài Gòn với quy mô 400 giường bệnh. Ngày 6 tháng 8 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định số 1886 thu hồi 24.925,5 m² đất thuộc thửa 598 và 599. Tờ bản đồ số 4 để giao cho công ty đầu tư xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, nhân viên và chuyên gia. Đến ngày 10 tháng 3 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra quyết định số 745 sửa một phần quyết định giao đất số 1886 khi giảm diện tích đất ở đô thị, giao cho công ty còn 18.200,12 m² và tăng diện tích đất giao thông lên 6.725,38 m². Sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính gần 13 tỷ đồng, công ty được tỉnh Bạc Liêu cấp 4 sổ đỏ thuộc các thửa 1517, 1518, 1519 và 1520, tờ bản đồ số 4 với tổng diện tích 18.200,12 m², mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài. Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định số 511, Ủy ban nhân dân thu hồi dự án xây dựng bệnh viện đa khoa tư nhân Bạc Liêu Sài Gòn với lý do chậm triển khai dự án. Dự án được giao từ năm 2012 đến nay đã 12 năm, công ty chỉ thực hiện một số hạng mục nhỏ, hình hài của bệnh viện chưa lộ diện, hiện trạng vẫn là một bãi đất trống, người dân đang trồng lúa một phần, phần còn lại cỏ mọc um tùm. Sau khi nhận quyết định, công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu Sài Gòn khiếu nại, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiếp tục ban hành quyết định số 302, khẳng định việc giải quyết là đúng. Trong khi đó, phía nhà đầu tư cho rằng hai quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu thu hồi đất mà không bồi thường là không đúng pháp luật nên đã khởi kiện ra tòa. Tòa sơ thẩm cho rằng quyết định số 511 là đúng thẩm quyền, trình tự, nội dung, công ty chậm đưa đất vào sử dụng là có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nhận định công ty có làm đơn xin trả lại đất xây dựng bệnh viện và xây dựng nhà ở cho chuyên gia nhằm để Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trả lại tiền đã đầu tư nhưng không được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chấp thuận là chưa đúng với quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu không chấp nhận cho công ty gia hạn thời gian sử dụng đất với lý do không đưa đất vào sử dụng là không đúng với quy định của pháp luật. Theo hội đồng xét xử, thời gian công ty xin gia hạn là thời gian phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp bất khả kháng nhưng không được Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu chấp thuận là chưa phù hợp. Mặt khác, theo quy định của pháp luật, công ty có quyền gia hạn 24 tháng khi nhà nước chấm dứt hoạt động của dự án. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu không cho gia hạn, không nhận lại đất, không căn cứ vào tình hình dịch COVID-19, thu hồi toàn bộ dự án mà không bồi thường là chưa đúng pháp luật. Chính vì vậy, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu kháng cáo của công ty, hủy các quyết định thu hồi dự án, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định khiếu nại của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Khu dân cư này do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Long, gọi tắt là Công ty Thiên Long, làm chủ đầu tư, được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 vào năm 2008 với tổng vốn đầu tư hơn 196,7 tỷ đồng. Để xảy ra nhiều vi phạm liên quan đến dự án, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu qua các thời kỳ. Thông tin chi tiết sẽ được đề cập trong nội dung ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định quá trình triển khai dự án đã để xảy ra nhiều sai sót, hạn chế, vi phạm của các chủ đầu tư lẫn các sở, ngành, đơn vị liên quan. Đối với chủ đầu tư có nhiều vi phạm các quy định trong kinh doanh nhà ở như bán nhà với nhiều mức giá khác nhau, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá bán, ký hợp đồng góp vốn khi hồ sơ thiết kế chưa được phê duyệt, huy động vốn khi dự án chưa triển khai, chưa lập các thủ tục đất đai. Ngoài ra, chủ đầu tư còn một số vi phạm khác như chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, còn nợ số tiền là 2,6 tỷ đồng. Nhận tạm ứng 8,8 tỷ đồng giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng để thi công xây dựng hai tuyến đường số 9 và số 25. Chủ đầu tư sử dụng sai mục đích, chỉ dùng một phần để dặm vá, không có hồ sơ thanh toán khối lượng thực hiện. Đặc biệt, tình hình tài chính của chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn, nợ xấu quá hạn kéo dài, không tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, dẫn đến thiếu vốn đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, không đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục về đất và các cam kết theo hợp đồng đối với tổ chức,
cá nhân tại dự án. Đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu đã thực hiện sai thẩm quyền trong việc lựa chọn nhà đầu tư, chọn công ty Thiên Long làm chủ đầu tư, không đảm bảo năng lực tài chính, thực hiện sai trình tự thủ tục trong công tác thu hồi đất. Hậu quả là chủ đầu tư không đảm bảo vốn để hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, chưa hoàn thành việc thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dẫn đến phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu cũng thiếu kiểm tra trong công tác thực hiện quy hoạch, không phát hiện các sai phạm của chủ đầu tư như xây dựng thêm 2 căn nhà ở đường số 11 không phù hợp với quy hoạch. Nhiều trường hợp xây dựng nhà dọc theo tuyến đường số 9 và số 25 khi chưa đảm bảo các thủ tục về đất theo quy định. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũng kết luận Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho công ty Thiên Long xây dựng 702 căn nhà ở thu nhập thấp giai đoạn 2 khi thành phần hồ sơ không đầy đủ là chưa đúng quy định. Sở Xây dựng giải trình là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ưu đãi nên cho công ty nợ thủ tục bổ sung sau, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục. Trong khi đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh là sai sót với quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày triển khai kết luận thanh tra, công ty Thiên Long và các sở ngành liên quan có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã được kết luận. Trường hợp công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì các sở ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung liên quan của kết luận để tổng hợp, báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định, kể cả kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Chỉ đạo kiểm điểm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu, trọng tâm là chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách theo từng giai đoạn đảm nhiệm trong việc chọn nhà đầu tư sai thẩm quyền, không đáp ứng năng lực theo quy định, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch và triển khai thực hiện dự án của chủ đầu tư. Kiểm điểm có hình thức đối với ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ban giám đốc Sở Xây dựng theo từng giai đoạn đảm nhiệm vì những vi phạm đã nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Dương Tấn Thiện, sinh năm 1983, nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm bị bắt, ông Dương Tấn Thiện là phó trưởng phòng hành chính tổng hợp, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bạc Liêu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Trước đó, ông Dương Tấn Thiện là phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Thiện để phục vụ trong quá trình điều tra. Theo điều tra ban đầu, năm 2019, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, xác định sai vị trí thửa đất để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Hậu quả làm thất thu ngân sách nhà nước số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu. Thưa quý vị, tròn một năm kể từ ngày chấm dứt hoạt động dự án khu nghỉ dưỡng sân golf cao cấp My House Hội An tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn của công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Thế kỷ 21 Resort. Dự án này nằm trên tuyến đường tỷ đô, vẫn đang bị bỏ hoang rất lãng phí. Quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa có văn bản đề nghị sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư này. Nằm trên tuyến đường tỷ đô Lạc Long Quân dài 20 km từ Đà Nẵng đi thành phố Hội An, dự án khu nghỉ dưỡng sân golf cao cấp My House Hội An, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Thế kỷ 21 Resort làm chủ đầu tư. Tháng 5 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh cục bộ lần thứ nhất quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án. Đến tháng 10 năm 2018, dự án tiếp tục được điều chỉnh cục bộ lần 2, quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời cho phép điều chỉnh tăng số tầng và chiều cao các khối tháp so với quy hoạch trước đây 125m. Dự án có tổng diện tích 9,4 hectare và được thiết kế xây dựng theo mô hình khu phức hợp nghỉ dưỡng, golf và resort, lấy cảm hứng từ biểu tượng đèn lồng đặc trưng của phố cổ. Công trình dự kiến xây dựng 500 căn hộ cao cấp, tích hợp một khối khách sạn tháp đèn lồng cao 155m, khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao, sân golf cao cấp. Riêng sân golf được định giá khoảng 25,5 triệu đô la Mỹ. Tháng 11 năm 2022, chủ đầu tư tổ chức khởi công dự án và dự kiến sau 22 tháng sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, đến tháng 12 năm 2022, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Quảng Nam, xác định tiến độ dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp My House Hội An chậm tiến độ theo cam kết. Thời điểm này, dự án mới làm cọc thử và cọc đại trà,
thi công hầm kết nối với dự án sân golf Indochina Hội An, san lấp mặt bằng, trồng dừa và chưa có hạng mục nào hoàn thiện. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng chưa thực hiện báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 118 của Chính phủ. Tháng 6 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết chủ đầu tư đã chấm dứt hoạt động dự án. Sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo quy định đất đai. Từ đó đến nay, tròn một năm công trình dở dang này đã bị bỏ hoang, gây lãng phí khu đất vàng ven biển. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, do còn nhiều vướng mắc về thủ tục nên hiện chưa thể thu hồi đất của dự án này. Còn theo Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Tấn Văn, dự án này đã thông báo chấm dứt hoạt động, hiện đang xử lý về đất đai và chưa có doanh nghiệp nào quan tâm chuyển nhượng. Mới đây, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu vừa có văn bản đề nghị sở, ngành liên quan tham mưu giải quyết việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư này. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động làm việc, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan có ý kiến để tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết thông báo chấm dứt hoạt động của dự án này theo thẩm quyền quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao rà soát hồ sơ thủ tục chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại quyết định số 2102 ngày 29 tháng 7 năm 2021 về việc gia hạn sử dụng đất và công văn số 3345 ngày 4 tháng 6 năm 2021 về việc thực hiện kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất đối với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai Hào Hội An tại phường Điện Ngọc, xã Điện Bàn, đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật để có ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!